Nhị thập tứ hiếu. Vua Thấn chào đời không lâu, thân mẫu của ông mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Cha ông bước thêm bước nữa, mẹ ghẻ sinh cho cha ông một người con trai đặt tên là Tượng. Từ đó cha mẹ chỉ yêu thương cưng chiều Tượng, bỏ quê ngược đãi hẳn Thấn và còn đuổi ông ra khỏi nhà. Khi lớn lên, Thấn trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú, được vương yêu, gả cho hai người con gái làm vợ. Người chăm chỉ, chịu khó làm lụng ngày đêm nên chẳng bao lâu đã tạo được một gia sản đáng kể, khiến cho cha, mẹ và em trai ông càng ghen ghét.